Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Thưa quý vị, đường Phước Tân Châu Pha, đoạn đi qua xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, có nhiều mỏ khai thác khoáng sản đang hoạt động, nên mỗi ngày có hàng trăm xe ben, xe tải chở đất đá đi qua, dẫn đến mặt đường bị hư hỏng, xuống cấp. Có một số đoạn đường đã được sửa chữa nhưng chưa hoàn thiện, ảnh hưởng đến cuộc sống và tham gia giao thông của người dân. Theo phản ánh của người dân, tại khu vực gần trường mầm non Châu Pha 1, xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tuyến đường đang được sửa chữa nâng cấp. Tuy nhiên, có một đoạn khoảng 100m tại khu vực này bị hư hỏng. Đơn vị thi công đã cho đổ đá làm đường nhưng chưa triển khai trải nhựa. Mỗi khi các xe ben, xe tải đi ngang qua, bụi đá bay mù mịt, gây cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân, đặc biệt là người điều khiển mô tô, xe máy. Một số người dân cho biết đã có nhiều vụ ngã xe xảy ra tại khu vực này. Bên cạnh đó, tình trạng bụi đá như trên còn ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống, sinh hoạt thường ngày của các hộ dân sinh sống gần đó. Do vậy, đề nghị đơn vị thi công cần sớm khắc phục tình trạng nói trên, bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông khi qua lại đoạn đường này. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 14 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương tăng 3 người. Trong số 11 vụ tai nạn xảy ra trong tuần qua, 7 vụ có nguyên nhân là lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện như lái xe không đi đúng phần đường, không nhường đường theo quy định, thiếu quan sát, không giữ khoảng cách an toàn. 4 vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 892 trường hợp, ra quyết định xử phạt hành chính trên 1.260 trường hợp, với tổng số tiền phạt hơn 1 tỷ đồng. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các đồng chí quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.